Chào mừng anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Hôm nay em sẽ cùng với anh chị cập nhật review về diễn biến của thị trường qua cái tuần vừa rồi để từ đó mình có thể lên được một cái kịch bản thị trường cho tuần mới, những cái điểm đáng lưu ý và từ đó đưa ra được một cái chiến lược đầu tư phù hợp nhằm mục đích là giảm bớt rủi ro cũng như là tối ưu được lợi nhuận trên thị trường ở giai đoạn hiện tại. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra một ít thời gian nhấn vào nút đăng ký kênh, subscribe kênh để kênh của mình ngày một phát triển hơn ha. Và mọi người thấy cái video hữu ích thì tặng cho em một like. Thì những cái nút đăng ký kênh, những nút like của anh chị chính là những cái hỗ trợ rất lớn về mặt tinh thần để giúp em ngày một cải thiện chất lượng tư vấn, ngày một phát triển kênh hơn để hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất. Thì đầu tiên cũng xin phép chúc mừng những anh chị nhà đầu tư nào giai đoạn vừa rồi đã mua theo khuyến nghị một số cổ phiếu rất là tốt. Ví dụ như con NDN mọi người mua ở vùng giá 9.7 thì cuối tuần tiếp tục là một cây bứt phá và đưa cổ phiếu tiến về vùng giá 12.5, tức là biên lợi nhuận hiện tại của cổ phiếu đã được tầm 28%. Trước đó chúng ta đã chốt 1/2, rồi 1/2 còn lại sẽ tiếp tục gồng lãi ha anh chị. Hoặc là những cái cổ phiếu khác như LTG đều mua được ở những cái vùng giá hầu như có thể nói là ngay cái đáy ngắn hạn vừa rồi. Ví dụ LTG thì mình mua ngay vùng nền trước khi cổ phiếu bứt phá là ở vùng 29x, thì bây giờ cái biên lợi nhuận của chúng ta đã đạt được ở cái ngưỡng giá là tầm 35.7, tức là hơn 20% rồi. Và còn rất nhiều cổ phiếu khác mình không đề cập ở đây, nhưng chắc chắn chị biết. Ví dụ như con CTS thì mình đã nắm tương đối lâu cái cổ phiếu này, bắt đầu mình mua là ở vùng giá 16.6, tức là cái đợt tháng 5 vừa rồi. Đấy, thì bây giờ cái biên lợi nhuận của mình cho cổ phiếu bắt đầu đang đạt về những cái ngưỡng là được tầm là hơn 45% rồi. Đến chị nào mà theo dõi kênh của em đều thì mình đều tìm kiếm được những cái cơ hội đầu tư rất tiềm năng và hầu như là hoàn toàn miễn phí. Nên mọi người nếu như mà muốn nhận được những cái tư vấn hỗ trợ xuyên suốt hơn về mặt danh mục, cũng như là giả sử anh chị mua theo khuyến nghị của em mà mình chưa biết điểm mua điểm bán ở đâu, thì mọi người có thể tham gia vào cái nhóm tư vấn này. Đấy, một cái cộng đồng tư vấn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, nơi chúng ta cập nhật về thị trường cũng như là chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm về đầu tư trong phiên với những anh chị nhà đầu tư khác. Cách thức tham gia vào nhóm tư vấn này thì hoàn toàn miễn phí và đường link thì em sẽ để lại dưới phần comment của mỗi video thì anh chị tham gia vào ha. Đấy, thì hầu như anh chị nào theo dõi kênh của em đều thì biết mình đã khuyến nghị cho anh chị những cái cổ phiếu rất tiềm năng và hoàn toàn miễn phí. Rồi, mình sẽ cùng nhau nhìn nhận về thị trường qua cái tuần giao dịch vừa rồi để từ đó mình sẽ bắt đầu đưa ra được kịch bản thị trường cũng như là những cái cổ phiếu tiềm năng, những cái điểm đáng lưu ý. Và mình thấy là vừa rồi, tuần vừa rồi thì thị trường mình nó có một vài cái nhịp nó chững lại ha. Khi mà bắt đầu nó tiệm cận về những cái ngưỡng kháng cự cao hơn thì nó đã có một cái tuần tương đối giằng co biến động. Tuy nhiên thì cái lực cầu nó đã lan tỏa tích cực trở lại trong phiên cuối tuần, giúp VN-Index có một cái phiên bứt phá mạnh mẽ và kết phiên ở cái ngưỡng giá cao nhất ngày, tăng 13,09 điểm là khoảng 1,12% lên 1.185,9 điểm cho cái tuần vừa rồi. Và đi cùng với cái đà tăng điểm thì thanh khoản thị trường cũng cải thiện trở lại luôn. Với cái giá trị giao dịch trên sàn HOSE thì đạt khoảng ở cái ngưỡng là 20.273 tỷ đồng. Tiếp tục có một phiên giao dịch với giá trị thanh khoản là hơn 20.000 tỷ ha. Và về cái mức độ đóng góp thì nhóm cổ phiếu VIN30 chính là một trong những cái động lực lớn nhất cho thị trường với 25 cổ phiếu tăng. Đấy, trong đó thì mình thấy là riêng ba can trụ lớn là Vinhome, Masan và MWG thì đây là ba cái trụ cột dẫn dắt với cái mức đóng góp hơn 4 điểm, cùng rất nhiều cổ phiếu khác tăng tốt như là BDR nè anh chị, như là Vinamilk, như là STB, BLX, SSI và GVR. Ngược chiều thì mình có TB Bank, có SAB, có PAL, có BCM là những cái cổ phiếu đỏ nhẹ, nhưng mà hầu như biên giảm thì không có cổ phiếu nào quá 1% cả anh chị. Hay nói cách khác là giảm như không vậy. Còn cái chiều tích cực thì rất nhiều cổ phiếu nó tăng tốt. Còn về độ rộng các nhóm ngành thì hầu như là tăng điểm. Hầu như là tăng điểm cho cái phiên cuối tuần vừa rồi anh chị, nên chị đã sắc xanh đã bao trùm hoàn toàn. Chỉ có một vài nhóm ngành, ví dụ như sản xuất thiết bị máy móc, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tư vấn hỗ trợ, thì đây hầu như là những nhóm ngành có quy mô vốn hóa rất là nhỏ và không tác động nhiều lên thị trường. Còn lại nè, bán lẻ tăng hơn gần 5%, rồi chứng khoán, rồi bất động sản, rồi nhựa hóa chất, thì đây là một trong những nhóm mà tích cực nhất trên thị trường với cái những cái cổ phiếu mà tăng với biên độ lớn. Ví dụ như nhóm cổ phiếu chứng khoán nè, sẽ đồng loạt bứt phá trở lại với tâm điểm là CTS trong tăng trần, AGR, SBF, VND, VIX, hoặc là nhóm cổ phiếu bất động sản. Mặc dù là mình thấy ở đây cái biên độ tăng của bất động sản chỉ tầm có 1.49% thôi, nhưng mà độ rộng các cổ phiếu trong ngành á thì nó rất là tốt, với cái sắc tím đến từ BDR, đến từ DG, rồi NDN, rồi KBC, rồi CRE. Đấy, nhiều cổ phiếu tăng tốt và điển hình nhất là nhóm cổ phiếu bán lẻ với hai cái cổ phiếu trụ đầu ngành là Masan và MWG, thì riêng hai anh này đã có một cái mức độ tác động rất là tích cực trên thị trường. Đấy, hầu như đều tăng điểm trong cái phiên cuối tuần vừa rồi, thể hiện cái độ lan tỏa dòng tiền nó rất là tốt.
Về cơ cấu dòng tiền thì khối ngoại lại có một cái phiên giao dịch không có đồng pha với thị trường, khi mà khối ngoại họ bán ròng nhẹ. Họ bán ròng nhẹ tính trên kênh khớp lệnh nha, là bán khoảng 58,56 tỷ. Và tâm điểm bán thì mình có bán MSB, tiếp tục là một phiên bán MSB, rồi PAL, rồi MWG, rồi CTG. Ở chiều lại thì Vietcombank, Vinamilk, Masan là những cổ phiếu mà được dòng tiền khối ngoại gom ròng. Thì nhìn chung những phiên gần đây tổng lại thì khối ngoại vẫn giao dịch rất là tốt. Một cái nhóm bán ròng khác là tổ trong nước với cái mức giá trị bán ròng là khoảng 402,06 tỷ. Trong khi đó tổ chức cá nhân trong nước và tự doanh là hai cái phe mua ròng. Với cá nhân trong nước thì mua khoảng 300,6 tỷ và tự doanh thì mua khoảng là 160,07 tỷ trên kênh mua ròng ha. Đấy là sơ bộ thị trường phiên cuối tuần. Thì mình thấy một điều là gì? Là tăng tốt. Là tăng tốt, là độ lan tỏa dòng tiền đều, giá tăng, vốn tăng. Đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi chi tiết hơn về kỹ thuật để anh chị nhìn nhận rõ cái vận động thị trường giai đoạn hiện tại, cũng như là những cái điểm đáng lưu ý, cần lưu ý ở những cái nhịp tiếp theo, và từ đó mình có thể đưa ra được cái chiến lược đầu tư nó phù hợp ở giai đoạn này, cũng như là trả lời cho cái câu hỏi dạng này: có nên bán hay không? Có nên bán chưa? Có nên bán, có nên chốt lời dạng này chưa? Chắc chắn là một trong những cái câu hỏi mà anh chị rất quan tâm ở thời điểm hiện tại. Tại vì anh chị hay nói đùa với em là gồng lỗ thì dễ hơn gồng lãi. Đấy, mình sẽ cùng nhau trao đổi để mọi người có được cái quyết định nó phù hợp nhất nha. Thì như tối hôm thứ Năm đã trao đổi với anh chị trên livestream và trong cái nhận định thị trường thì tiếp tục cập nhật lại. Đây, nhận định thị trường là em sẽ tóm gọn lại những cái điều mà những cái điểm đáng lưu ý về thị trường. Thì mình có đánh giá rằng với cái nhịp bật trước đó của chỉ số vào phiên ngày thứ Năm, khi mà test lại quanh tầm 1155 á, thì thị trường mình nó đã có một cái nhịp rút chân lên ha. Một cái nhịp rút chân lên thì với cái nhịp test thành công này á, thì mình sẽ theo dõi tiếp cái vận động của thị trường khi mà nó retest lại quanh cái vùng đỉnh ngắn hạn là tầm 1180. Tại vì với những cái nhịp chỉnh lại và những cái nhịp rung lắc trước đó thì mình đã hình thành cái đỉnh số 1 ngắn hạn là quanh tầm 1180, và sau khi mà về lại tầm 1165 mà bật lên á, thì mình sẽ đánh giá cái vận động của chỉ số trong quá trình test cản này để quyết định cái xu hướng tiếp theo. Thì với cái vận động của phiên cuối tuần vừa rồi thì mình thấy là ở phiên sáng á, thì nó vẫn còn tương đối giằng co, đặc biệt là ở cái ngưỡng quanh tầm 1175 thì có cái đà chỉnh lại. Tuy nhiên thì vào phiên chiều, dòng tiền nó lan tỏa mạnh mẽ, và đặc biệt là ở những nhóm như là bất động sản hoặc là những cái cổ phiếu trụ như là Masan, như là MWG, nó đã đưa chỉ số bứt phá, thậm chí là kéo rất mạnh cuối ngày. Đóng cửa cái ngưỡng cao nhất ngày là 1185,9 điểm và có thể xem như là bứt phá khỏi cái vùng đỉnh ngắn hạn là quanh tầm 1180. Thì với cái vận động này thì nhìn nhận lại cái đánh giá về thị trường cũng như là những cái kịch bản trước đó thì có thể kết luận rằng thị trường mình nó đang đi theo kịch bản tích cực. Tức là gì anh chị? Tức là bứt thoát đỉnh với dòng tiền lan tỏa đều ở các cái nhóm ngành. Và vận động của phiên thứ 6 của tuần á, thì nó cũng giúp cho cái tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn được giải tỏa. Tại vì với những cái nhịp giằng co vừa rồi thì nó cũng sẽ tạo ra một cái tâm lý thận trọng và e dè bao trùm lên thị trường. Thì cái phiên bứt phá như vậy nó giúp cho tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa rất là tốt. Và cái sự giải tỏa tâm lý này nó sẽ giúp cho thị trường mình tạo đà ở trong cái tuần mới, đặc biệt là những cái phiên đầu tuần, đưa chỉ số tiến về kiểm định cái ngưỡng kháng cự mạnh mẽ tiếp theo, tức là quanh tầm 1002. Đây, với cái phiên cuối tuần thì nó sẽ tạo đà cho thị trường mình tuần mới tiến về là cái ngưỡng quanh tầm 1002 để kiểm định. Thì quanh 1002 là gì anh chị? Quanh 1002 vì sao nó là cản mạnh? Thứ nhất, nó là vùng cản tâm lý. Những cái con số như là 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 nó đều là những cái mốc tâm lý và được rất 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 nhiều nhà đầu tư nhìn vào, chú ý vào. Đấy, và cái thứ hai, nó là một cái vùng gap down, cái vùng em tô màu xanh nè anh chị. Đây, cái vùng em tô màu xanh đây là cái vùng gap down mở ra vào đợt tháng 9 năm ngoái, cụ thể là phiên ngày 26 tháng 9, thị trường có mở một cái gap down phải nói là hoảng loạn luôn. Một gap down rất lớn với khối lượng cao thể hiện cái sự hoảng loạn của nhà đầu tư, mặc dù trước đó thị trường mình nó đã tạo lại một cái vùng nền đi ngang. Đấy, thì gap down này hội tụ với cái ngưỡng 1200 á, nó sẽ là một cái vùng cản tương đối mạnh để giai đoạn tiếp theo thị trường mình nó cần chinh phục. Đấy, thì chắc chắn ở vùng này tiếp tục sẽ có cái sự giằng co và cái sự đấu tranh giữa cung và cầu. Cái việc mình cần làm là xem thử cái vận động như thế này, cái vận động đấu tranh bên đây nó có quyết định xem, nó có quyết định được thị trường mình nó bứt phá khỏi cái cản này cho giai đoạn tiếp theo hay không. Thì những cái vận động cung cầu và cái vận động giá bên đây nó sẽ có câu trả lời cho mình. Thì mặc dù mình thấy là phiên cuối tuần nó theo kịch bản tích cực, tức là một phiên giải tỏa tâm lý nhà đầu tư, một phiên bứt phá đỉnh với cái sự lan tỏa dòng tiền tích cực ở các cái nhóm ngành. Tuy nhiên, rõ ràng mình thấy là nó có một cái điểm trừ ngắn hạn á, là cái đà tăng nó vẫn chịu tác động nhiều bởi các cái cổ phiếu trụ.
Và sau cái chuỗi tăng vừa rồi, khi mà thị trường mình nó có một cái chuỗi tăng nối dài như vậy và gần như không có một cái đợt chỉnh sâu nào, thì phần lớn nhà đầu tư đang có một cái mức lãi tốt. Thậm chí những anh chị nào mà vào cái khúc sâu này, vào cái khúc tầm 1140 thì vẫn đang có cái biên lợi nhuận tốt. À, hay là ví dụ đơn giản như mọi người mới mua cổ phiếu NDN thì cũng đang có mức lợi nhuận là tầm 28%. Đấy thì gần như dạng này, nhà đầu tư đang có mức lãi tốt, ít thì tầm 7%, nhiều thì tầm 2-3% và thậm chí là 40-50% là có ở trên thị trường giai đoạn này. Khi mà có mức lãi tốt như vậy á, thì họ gọi là tâm lý là sẵn sàng bán nếu như thị trường mình nó có biến động mạnh. Đấy, tại vì mình biết rồi, nhà đầu tư thì có cái xu thế là gồng lỗ thì gồng rất giỏi. Gồng lỗ mấy chục phần trăm thì gồng được, nhưng mà gồng lãi thì nó đôi khi thì lại khó gồng hơn. Nên đối với mọi người hay chia sẻ với em là gồng lãi khó quá em. Đấy nên khi mà đang có mức lãi tốt và thị trường mình nó tiến về những vùng cao á, những cái vùng giá trên cao, thì sẽ rất dễ tạo một cái tâm lý sẵn sàng bán nếu như có biến động mạnh. Thì chúng ta sẽ theo sát cái phản ứng của thị trường quanh cái ngưỡng 1200 để đánh giá cái giai đoạn tiếp theo thì nó sẽ vận động như thế nào. Thứ nhất, mọi người chú ý cho em, cái ngưỡng 1200 là một cái ngưỡng mà hầu như là ai cũng đang chờ bán rất nhiều. Nếu mà đang nắm kỳ vọng dạng này thì sẽ kỳ vọng rằng cái ngưỡng 1200 là cái ngưỡng target cho cái đợt hồi này. Đấy, thì một ngưỡng 1200 này là cái ngưỡng mà có một cái lượng lớn chờ bán. Nên giả sử nếu như cái đợt tăng này mà thị trường mình nó chạm đúng ngay 1200 mà nó chỉnh. Đấy, nếu như nó chạm đúng ngay cái con số tầm 1200 và nó chỉnh xuống nha anh chị. Ở tình huống này thì thường sẽ còn ít nhất một cái nhịp bật lên nữa. Sẽ ngay lập tức bật lên dạng phía sau. Nếu như mà nó chạm đúng 1200 nó chỉnh anh chị, thì khả năng sẽ còn ít nhất một cái đợt bật test lại ngay trong ngắn hạn luôn. Vì sao? Vì nếu như mà chạm đúng 1200 mà chỉnh á, thì nó lại đúng quá với cái mức giá muốn bán của nhà đầu tư. Nó chưa kích thích cái tâm lý FOMO vào, nó chưa phân phối được nhiều hàng, thì khả năng nó sẽ còn một nhịp nhanh chóng bật lại sau đó. Đấy. Còn trường hợp nếu như cái đà tăng phía sau nó break lên khỏi 1200 luôn. Đây anh chị, nó đánh break ra khỏi 1200 rồi sau đó nhanh chóng nó bị tán ngược xuống như thế này. Cũng là chỉnh, nhưng mà nếu như nó cố ý nó rướng ra khỏi 1200 rồi sau đó nó bị tán ngược xuống, cái lực bán mạnh nó tán ngược xuống á, thì cái nhịp điều chỉnh phía sau nó sẽ thốc hơn. Cũng là điều chỉnh, nhưng mà nếu như chạm đúng 1200 chỉnh á, thì tại vì nó chưa tạo ra cái sự FOMO trên thị trường và nó đúng theo cái diễn biến là ai cũng đang chờ bán 1200, thì cái nhịp chỉnh phía sau em nghĩ là nó sẽ chưa thốc và nó sẽ còn ít nhất một nhịp bật lên nữa. Nhưng mà nếu như nó cố ý nó kích rướng qua 1200, nó cố ý nó đánh rướng ra, nó gọi là đánh một cái nhịp bắt lên á, tại vì nhiều nhà đầu tư á họ đang cầm tiền ở giai đoạn này, vì nó cũng sát cả 1200 rồi, có thể họ sẽ không dám mua và họ chờ một cái nhịp mà nó chính thức nó vượt ra khỏi 1200 luôn, thì nhịp đó nó sẽ rất dễ kích thích tâm lý FOMO nhỏ lẻ vào. Nên nếu như nó đánh rướng lên, nó đánh break lên, thì nhịp break đó sẽ rất dễ hút dòng tiền bên ngoài vào. Và đặc biệt những ai mà cầm tiền xuyên suốt đoạn vừa rồi mà vẫn chưa mua được anh chị, thì họ gần như họ không chịu nổi nữa rồi. Họ không chịu nổi nếu như mà nhịp này nó vượt 1200 luôn. Tại vì vượt 1200 là một cái ngưỡng rất là quan trọng, và hầu như ai cũng cho rằng nếu như vượt 1200 thì sóng tăng phía sau nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nên nếu như nó đánh break lên như vậy thì nó sẽ cuốn tiền vào, và càng FOMO thì tạo lập họ sẽ càng dễ phân phối hàng. Như lúc đó em có trao đổi với anh chị á, thì khi mà tâm lý còn nghi ngờ, thanh khoản nó thấp á, thì thường cái rủi ro về phân phối nó không cao. Nhưng mà khi tất cả đều FOMO, tất cả đều hưng phấn và dòng tiền bắt đầu nó bứt phá mạnh, cái volume nó tăng cao mạnh trở lại á, thì đó mới là những cái nhịp mà cái rủi ro phân phối nó sẽ dễ xảy ra hơn. Tại vì á, họ bán thì họ phải bán được nhiều hàng và bán được ở mức giá cao. Cái thằng sỉ mà nó phân phối cho thằng lẻ thì nó phải mong muốn là bán được càng nhiều hàng càng tốt và bán giá càng cao càng tốt. Nên những cái nhịp FOMO như vậy nó mới dễ để nó ra hàng. Do đó thì nếu như mà break lên, cố ý rướng lên mà sau đó mà bị đạt ngược trở lại, tức là break fail á, thì sẽ có một cái đợt quét mạnh hơn ở giai đoạn phía sau để mang tính chất là thay máu nhà đầu tư. Còn một tình huống nữa, vượt lên trên 1200, sau đó giữ nhịp được. Tức là nó break lên nhưng nó không có bị tán ngược xuống ngay lập tức mà nó giữ nhịp được. Thì cái trường hợp mà để giữ nhịp được trên 1200 là khi đó lực cầu phải rất rất là mạnh. Lực cầu nó phải cực kỳ mạnh, và có thể là phía sau á, sau khi nó vượt lên thì nó tạo một cái vùng đi ngang hoặc là một cái nhịp reset. Nói chung là mình sẽ chưa biết vận động của nó, vì ở đây là mình đánh giá những cái kịch bản có thể xảy ra thôi. Thì nếu như mà nó vượt được, mà nó giữ giá được trên 1200, nó vượt rồi sau đó có thể nó reset thế này hoặc nó tạo một cái vùng đi ngang, thì ở tình huống nếu như mà lực cầu nó vẫn chấp nhận, nó hấp thụ ở trên này, và quan trọng nhất ở cái tình huống mà bứt phá lên á, thì nó không được tiếp tục tạo điểm mua giá rẻ. Nó không
không được tiếp tục tạo nên mua giá rẻ, và nó cho thấy được rằng lực cầu bây giờ sẵn sàng mua giá cao lên, sẵn sàng gọi là kỳ vọng về một cái mức giá cao hơn thị trường nên họ mua cao hơn. Thì nếu như tình huống mà giữ nhịp này nó đạt được á, thì sau đó đà tăng sẽ tiếp diễn, đây đà tăng sẽ tiếp diễn ở giai đoạn phía sau đấy. Nên chị á, và ở cái tình huống này nè chị, thì khả năng cao á nhóm nhận giác nó sẽ xuất hiện luôn. Nhóm nhận giác giai đoạn tiếp theo nó sẽ xuất hiện, nếu như mà sau khi nó vượt được 1.200 mà nó trụ được thì bắt buộc khi đó phải có một nhóm ngành đủ mạnh để nó giữ chân dòng tiền, vì tâm lý bán luôn nó sẽ tương đối mạnh hơn, vì nó cũng đã tăng tương đối rồi, bây giờ lại tốt quá mà, thì việc chốt lại đó là cái việc mình không thể tránh khỏi, nên nó phải có nhóm ngành dẫn dắt đủ mạnh thì cái nhịp này nó mới giữ đà được. Nên nếu như tình huống mà bứt phá ra khỏi 1.200 và giữ đà được, có thể là reset hoặc là tạo vùng đi ngang và có xuất hiện cái nhóm ngành dẫn dắt, thì nhịp tăng phía sau nó sẽ còn mạnh mẽ hơn rất là nhiều, và dần gần như là bắt buộc nhà đầu tư muốn mua thì phải mua giá cao hơn. Đấy, chị có nhìn lại quá khứ đi, những cái nhịp vượt thì nó không bao giờ nó xác suất mà nó gọi là nó bứt phá luôn ngay lập tức á. Sau cái chuỗi tăng mạnh mà nó muốn bứt phá luôn ngay lập tức thì rất là khó, và nó sẽ có những quá trình hấp thụ lại. Ví dụ như đợt này thì sau khi nạn chị thấy là sau khi mà nó break ra khỏi cái đỉnh ngắn hạn, chúng ta nó cũng có tạo một đỉnh nè. Có thể là mình hình dung là nhịp vừa rồi thị trường mình khi mà nhúng về tầm 1.165 á thì nó cũng phải tương đương với cái nhịp mà nhúng về tầm 1.300 này. Rồi sau đó nó bật lên, nó test đỉnh một lần nữa, rồi nó vượt. Nó vượt bằng cái cây ngày 18 tháng 6, một cây tăng cũng tầm đó là 1.31%, một cái biên độ tăng lớn. Thì quá trình phía sau nó cũng tiếp tục, nó hướng về cái ngưỡng là quanh cận 1.440. Đấy, nhưng mà phía sau bắt đầu chỉ là nó chững lại. Và quan trọng ở vùng chững lại này lúc này em nói với anh chị là gì? Là không được tiếp tục tạo điểm mua giá thấp. Anh chị hình dung tạo điểm mua giá thấp ở đây là như thế nào? Là ở những vùng đó nó có thể xuất hiện những cây nến rút chân. Nó xuất hiện những cây nến rút chân, nhưng mà sau khi rút chân nó là quay về giá thấp. Để ví dụ như cây ngày 5 tháng 7 là một cây nến rút chân, nhưng mà ngay hôm sau thì nó phủ nhận giá thấp, thì nó sẽ dẫn đến một cái đợt điều chỉnh phía sau nó sẽ mạnh hơn. Đấy, nên nếu như đã vượt lên và giữ nhịp thì nó không được tạo điểm mua giá thấp. Còn nó tiếp tục tạo điểm mua giá thấp thì đó chưa phải là một cái nhịp vượt thành công, và nó sẽ có những đợt rũ xuống phía sau. Ha anh chị. Đấy, đấy hoặc là như cái nhịp này. Đấy, hoặc là như nhịp này thì sau khi nó vượt lên, nó chạm về tầm ngưỡng 1.200 thì nó cũng trụ được vài phiên. Sau đó anh chị để ý là nó có cây rút chân ngày 14 tháng 1, rồi phía sau nó lại quay về, nó phủ nhận cái mức giá rút chân này. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái nhịp rơi, thậm chí nhịp này rơi rất là thấp, rơi đâu đó là tầm 17%. Đấy, nhưng mà sau đó nó cũng sẽ nhanh chóng nó bật lên trở lại. Mà cái mình quan tâm đấy là gì? Đó là cái trạng thái của thị trường khi mà nó xử lý ở những cái vùng cản mạnh. Như giai đoạn hiện tại thì mình sẽ một lần nữa quay về kiểm định là cái cản 1.200. Và em đánh giá đây là không phải là một cái cản ngắn đâu chị, nó là một cái cản có cái sức mạnh cung rất là mạnh. Đấy, tại vì trước đó thì mình thấy là sau cái đà rơi thì nó có tạo một cái nền chứng lại quanh đây, và nó hội tụ với ngưỡng cản tâm lý, nên vùng này chắc chắn cung nó sẽ rất là mạnh. Nên việc mình cần làm là theo dõi cái vận động của nó, cái vận động cung cầu, cái sự đấu tranh cung cầu ở đây, để quyết định là giai đoạn phía sau có đi lên tiếp hay không, hay là cần những điều chỉnh. Để nói lại ha, nó là một lần nữa. Thứ nhất là nếu như mà tiến về lại quanh đây, chạm đúng 1.200 bậc, tức là chạm đúng cái ngưỡng mà nhà tôi muốn bán, sau đó chạm đúng 1.200 mà chỉnh á, thì gọi là nó quá lý tưởng, tức là ai cũng chờ 1.200 bán và chạm đúng 1.200 chỉnh thì nó quá lý tưởng, thì thông thường nó sẽ còn ngay lập tức nó bật lại. Còn trường hợp mà cố ý kích rướng qua khỏi 1.200 để cố ý mà đánh vượt ra khỏi 1.200 thế này, rồi sau đó nó kéo FOMO vào nhưng mà nó bị tán ngược xuống thì cái nhịp chỉnh phía sau nó sẽ thấp hơn, và khi đó hỗ trợ gần nhất của thị trường là quanh tầm cái ngưỡng 1.165, tức là cái nhịp test vừa rồi. Đấy, thì gần nhất nó sẽ chỉnh về đây. Nếu như mà từ 1.200 mà chỉnh về tầm 1.106 thì cũng hơn 30 mấy điểm. Đó, thì nhịp chỉnh đó cũng có thể được xem như là thấp. Còn trường hợp mà nó tiến về 1.200, nó vượt, sau đó nó giữ đà được, thì anh chị yên tâm nó cũng sẽ rất là khó để đi lên dốc như thế này, mà nó sẽ có thể là một quá trình retest sau đó hấp thụ tốt, hoặc là một quá trình tạo cái nền đi ngang. Nhưng mà để cho em, những cái quá trình phía sau hấp thụ thì nó không nên tạo điểm mua giá thấp. Nó không nên có những cái trạng thái tạo điểm mua giá thấp thì cái xác suất tăng tiếp sẽ rất là cao. Nhưng mà nhịp đó thì khả năng nó sẽ xuất hiện luôn một cái nhóm ngành dẫn dắt. Đấy. Và như em nói lúc nãy thì cuối tuần vừa rồi, mặc dù thị trường mình đã tăng tốt, tăng 1.12% và dòng tiền lan tỏa đều các nhóm ngành, giá tăng, vốn tăng, nhưng mà rõ ràng điểm số vẫn chịu tác động khá nhiều bởi các cổ phiếu trụ. Ví dụ như riêng bốn anh này thì đã đóng góp cho thị trường gần 4 điểm rồi chị. Đấy, gần 4 điểm, và cái mức độ tác động của nhóm trụ nó vẫn lớn ở giai đoạn này. Lưu ý, cái nhịp tăng mà cái động lực chủ đạo chỉ đến từ cổ phiếu trụ á, thì nó sẽ không bền.
Mà để tiếp diễn xu hướng bền vững thì nhóm ngành dẫn dắt là cái điều không thể thiếu. Giống như lúc nãy em nói với chị, cái nhịp mà vượt 1200 á, nếu như mà muốn đi tiếp thì lúc đó nó sẽ xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt. Và nhóm đó sẽ mang tính chất là giữ chân dòng tiền, là để tạo tâm lý cho nhà đầu tư để thu hút lực cầu mới. Đấy, thì giai đoạn này, thép và chứng khoán á, trong 4 nhóm ngành lớn, thép, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản á, thì thép và chứng khoán em đánh giá là dư địa tăng ngắn hạn vẫn sẽ có. Nhưng để tạo một cái sóng tăng mạnh tiếp theo thì khá khó với vận động hiện tại. Ví dụ như Hòa Phát như thế này mà nó kéo một, nếu nói chung mà nó kéo ngay lập tức á, thì nó sẽ mang tính chất là một nhịp chạy nước rút, chứ nó rất khó để tạo một cái sóng tăng mạnh. Hoặc là như dòng Hai Sen, Nam Kim cũng vậy. Đến chị thấy là bây giờ nhịp này bắt đầu nó quay về test đỉnh và cái lực phía sau nó bắt đầu nó hơi đuối dần, trong khi là những vùng này cung nó sẽ dần dần nó gia tăng mạnh hơn, tại vì đây đều là những cái vùng cản rất là mạnh. Hoặc là ngay cả dòng chứng khoán mặc dù rất là khỏe, nhưng chị nhìn cho em á, dòng chứng khoán thì trước mắt nó cái vận động đó là vận động quay về test đỉnh, lát nữa sẽ phân tích kỹ hơn. Tức là dòng, những cái dòng này, chứng khoán và thép, nó vẫn sẽ tăng được tiếp trong ngắn hạn, nó vẫn có dư địa tăng trong ngắn hạn, nhưng mà một cái động lực tăng mạnh để tạo ra một cái sóng á, thì những nhóm này nó sẽ hơi khó. Chứ mình không nói ở đây là tăng 2-3% trong phiên, hoặc là thậm chí 4-5% trong phiên, mà cái mình nói đây là một cái đà tạo sóng cho giai đoạn tiếp theo á, thì nhóm này nó sẽ hơi khó. Có thể tích cực thì nó sẽ tăng theo kiểu zigzag, tăng và có chỉnh, tăng và có chỉnh thôi, chứ còn mà để tạo ra một cái động lực thu hút dòng tiền bên ngoài thì nó cũng sẽ khó để những nhóm này nó làm một mình. Để tạo một cái sóng mạnh tiếp theo thì em đánh giá là ngân hàng được đánh giá là nhóm có cái dư địa, và có thể xem như là nếu mà thị trường mình kéo vượt 1200 thì đây là được cái sóng, là được coi là một cái nhóm mà tiềm năng nhất mà để kéo thị trường vượt ra khỏi 1200 thành công và giữ chân dòng tiền. Tại vì đa phần các cổ phiếu thì vùng giá của nó vẫn đang ở một cái vùng giá tương đối an toàn nha chị. Ngân hàng đã ra đạn rồi, chưa tăng mạnh. Đấy, nên nhóm ngân hàng được đánh giá là cái nhóm mà nếu như mà giai đoạn phía sau thị trường mình nó ở theo kịch bản tích cực, tức là nó vượt và nó giữ đà được, thì nhóm ngân hàng có thể là một cái nhóm mang tính chất là giữ chân dòng tiền và tạo cái đà cho cái nhịp tăng giai đoạn phía sau. Đấy, nên nếu như nhà đầu tư nào đang nắm ngân hàng đến thời điểm hiện tại á, thì mình có thể kiên nhẫn thêm một tí. Mình có thể kiên nhẫn thêm một tí đối với nhóm ngân hàng. Tất nhiên, mọi người không nên duy trì một cái tỷ trọng quá lớn cổ phiếu ngân hàng trong danh mục. Tại vì ngân hàng nó là một cái nhóm có thể nói là tăng hơi chậm. Tăng hơi chậm nên nếu như mọi người nắm quá nhiều cổ phiếu ngân hàng trong danh mục, thậm chí là all in cổ phiếu ngân hàng á, thì mình sẽ bị tâm lý rất là nhiều khi mà thấy các nhóm ngành khác tăng mạnh. Ngân hàng tăng 1-2%, quay ra bất động sản tăng 7%, quay ra chứng khoán tăng 5%, thì chắc chắn sẽ bị tâm lý nếu như mà nắm nhóm ngân hàng quá nhiều. Đấy, nên mình sở hữu không quá 2 cổ phiếu ngân hàng là đẹp. Và có thể đoạn này thì mọi người nên sở hữu 1 cổ phiếu ngân hàng trong tài khoản là nó ok. Đấy, có thể là nên có 1 cổ phiếu ngân hàng trong tài khoản. Đấy, nhưng mà không nên nắm quá nhiều nha. Ngân hàng nắm quá nhiều tâm lý lắm, nó chậm mà. Bây giờ tôi nắm only ngân hàng mà thấy nhóm khác nó tăng thì bị tâm lý rất là mạnh, nên chú ý cho em về vấn đề đó. Rồi ha, như vậy thì ngưỡng tầm qua 1200 nó sẽ là một cái ngưỡng quan trọng, cực kỳ quan trọng để đánh giá cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Và anh chị, giai đoạn này nha, mình sẽ chuẩn bị luôn cho em cái tinh thần là nếu như điều chỉnh xảy ra thì cái nhịp chỉnh nó có thể rất thúc và thậm chí nó nhanh ở giai đoạn này. Đó, nên nếu như mà giai đoạn phía sau chỉnh á, thì anh chị phải gọi là mình phải chuẩn bị trước tâm lý đi. Tại vì vùng này xác định chỉnh là sóng ca xảy ra rồi, quá bán, chặt giờ, chặt ngày, các cái khung đồ thị đều ở cái ngưỡng quá bán và cản mạnh, nên cái việc xung lắc nó sẽ diễn ra tương đối mạnh. Và như em nói thì phần lớn thì nhà tôi bây giờ đang có lệnh rất là tốt, nên giả sử nó có biến động thì rất dễ kích thích họ bán cái lệnh MB ra. Và chỉ cần trong ngắn hạn mà xả một cái lệnh lớn, một cái lượng lớn lệnh MB ra, thì nó sẽ khiến thị trường mình xuất hiện những nhịp rơi rất là thốc. Nên giai đoạn này anh chị chuẩn bị tinh thần cho em luôn, nếu như có chỉnh thì nhịp chỉnh đó nó sẽ xảy ra thốc. Như vậy thì nó lại đặt ra một cái câu hỏi rằng mình nên bán trước khi chỉnh hay mình đợi thị trường chỉnh rồi mình mới bán. Bắt đầu đặt ra câu hỏi này, thì đối với câu hỏi này nó sẽ không có một phương án gọi là tuyệt vời 100%. Nó sẽ không có một cái phương án tối ưu mà mọi người phải chấp nhận đánh đổi chi phí. Và nó sẽ tùy thuộc vào cái vị thế anh chị đang nắm nó ở đâu nữa. Nếu như anh chị sợ, anh chị muốn bán trước khi nó chỉnh, tức là bán rồi chờ nó chỉnh mua lại á, thì nó sẽ có cái lợi thế ra là mọi người sau khi mọi người bán, mọi người sẵn tiền, mọi người chủ động sức mua, thì nếu như thị trường nó có chỉnh á, thì mình sẽ gọi là mình chủ động mình tham gia trở lại được. Nhưng mà cái bất lợi là gì? Là mình có thể mất đi một cái phần lợi nhuận tương đối nếu như nó xuất hiện những cái nhịp kéo thúc để kích thích tâm lý trước khi điều chỉnh xảy ra. Thì ví dụ như phiên hôm thứ 6 đi, ai mà bán trước đó, ai mà sợ điều chỉnh bán ở ngay cái vùng giằng co tầm 1170, thì sau đó các cổ phiếu nó kéo lên tầm 5-7%, thì mình sẽ mất đi cái phần lợi nhuận đó.
Đấy, và bán sớm á nha, bán sớm mà nếu thị trường nó kéo tiếp á thì sẽ rất dễ bị tâm lý gọi là mất hàng á. Mình sẽ bị tâm lý mất hàng tại vì bán xong thấy cổ phiếu tăng thì ai chả tiếc. Và cái việc tiếc nuối á, thì nó sẽ rất dễ đưa ra quyết định sai lầm ở giai đoạn phía sau nếu như mình không làm chủ được cái phương pháp đầu tư của mình. Mình không hiểu là vì sao mình mua, mình không hiểu vì sao mình bán, mình không hiểu được cái phương pháp đầu tư của mình nên mua nên bán ở đâu. Thì khi mà mình bán xong mình thấy nó kéo lên thì rất dễ đu trở lại. Và thông thường đu trở lại mà nếu như dính ngay những cái nhịp bull trap, nói như lúc nãy em nói, nếu như dính những cái nhịp mà nó cối nó kéo rướng ra khỏi 1200 trước khi nó tán ngược trở lại xuống thế này, thì giả sử như mình bị dính ngay nhịp này thì cái khoản lỗ nó sẽ xuất hiện ngay lập tức trong cái hạn nó lớn. Đấy, nên chú ý cho em, nếu như á mà sợ mà muốn bán trước khi chỉnh á, thì mình phải chấp nhận rằng nếu như nó có kéo rướng phía sau thì mình sẽ mất đi cái phần lợi nhuận đó. Thì nó sẽ có ưu điểm là nếu như thị trường đã chỉnh á, thì mình sẽ chủ động trong suất mua, mình không bị tâm lý. Nhưng mà nếu như nó sẽ kéo luôn, nó không chỉnh, thậm chí nó không chỉnh, nó sẽ kéo luôn á, thì mình phải chấp nhận là mua giá cao hơn giai đoạn phía sau. Hoặc thậm chí là mình phải tham gia làm một cái vị thế mới, cái mức giá vốn nó cao hơn và cái vị thế T cộng nó không còn tốt như đoạn trước nữa. Đấy, nó sẽ có ưu điểm và lợi thế. Còn ngược lại, anh chị muốn theo hết sóng, anh chị muốn ăn trọn sóng, anh chị muốn hold theo trend, muốn đạt được cái ngưỡng lợi nhuận càng cao càng tốt, thì mình bắt buộc phải chấp nhận ở cái thế bị động trong những đợt điều chỉnh. Mình chấp nhận là mình là người bị động, mình không có bán trước được cái nhịp điều chỉnh đấy. Hay nói cách khác là mình sẽ cầm qua đợt chỉnh luôn nếu như xu hướng thị trường mình đã chưa thay đổi, nếu như xu hướng cổ phiếu mình đã chưa mất trend. Đấy, mình hay gọi là hold theo trend đấy chị. Nếu như mà muốn ăn sóng, ăn trọn sóng, nếu như muốn ăn càng nhiều càng tốt thì mình phải chấp nhận cái điều đó thôi, là mình phải chịu được cái nhiệt trong ngắn hạn, mình phải chịu được cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, hay cái khác là mình cầm qua luôn cái đợt điều chỉnh. Nhìn chung á thì tình huống mà nếu như muốn ăn trọn sóng thì tâm lý mọi người phải cực kỳ vững và chấp nhận được những cái sức ép của những đợt chỉnh thốc. Vì như em nói là trong ngắn hạn giai đoạn này, nếu như chỉnh thì nó có thể chỉnh sẽ tương đối thốc, chứ nó không phải là một cái biên chỉnh nhẹ nữa. Nên mình phải, cái tâm lý mình phải vững và mình hiểu được rằng nhịp chỉnh này mình phải chấp nhận được. Bởi vì anh chị biết nha, những cái vùng giá cao thế này mà để mà ép nhà tôi bán ra, thậm chí những cái đợt chỉnh xuống nó, thậm chí nó mở gap down luôn. Nó mở gap down rồi nó mới dễ ép nhà tôi bán. Đấy, nên mình đã chấp nhận là muốn ăn trọn sóng thì mình phải chấp nhận cái rủi ro là trong ngắn hạn mình phải chịu được qua những cái đợt chỉnh, thậm chí là có thể là 70% và hơn. Nha, nên nó sẽ có cái ưu và nhược, mình phải chấp nhận đánh đổi cái chi phí thôi. Thì muốn mà né nhịp chỉnh á, thì bán sớm, nhưng mà bán sớm thì nếu như phía sau nó kéo lên mà gọi là nó kéo và nó gọi là xác nhận là nhịp chỉnh này trong ngắn hạn là nó không, rồi nó cái nhịp kéo lên của nó là xác định là vào sóng mới luôn, thì mình phải chấp nhận mình mua cao hơn một tí. Còn trường hợp mà muốn hold qua đợt chỉnh, xin lỗi, muốn hold theo sóng luôn, thì mình phải chấp nhận nếu như nó có những đợt chỉnh ngắn, cái biên chỉnh nó thốc và mình phải chịu được những đợt chỉnh đó. Chứ bây giờ anh vừa muốn bán ngay đỉnh, anh vừa muốn là không chịu được chỉnh, anh bán ngay đỉnh rồi sau đó chỉnh mua lại, anh gọi là anh muốn là không có một cái rủi ro trên thị trường nào cho cái tài khoản của mình thì không có. Thị trường mình nó không có cái gì mà hoàn hảo 100% cả, luôn luôn phải đánh đổi cái này bằng cái khác. Chứ ai mà cũng muốn mua ngay đáy bán ngay đỉnh, không có đâu. Nếu mà hên thì gặp được một lần, hai lần, chứ còn lúc nào cũng muốn mua ngay đáy bán ngay đỉnh thì rất khó. Nên mọi người phải chấp nhận ha, cái câu hỏi là bán trước khi chỉnh hay là đợi chỉnh rồi mới bán, thì dàn này anh chị phải chấp nhận là cái chi phí thôi, như vậy ha. Nhưng mà có một cái lưu ý á, là nếu như mà muốn hold theo trend ở cái tình huống số 2 á, là chấp nhận mà nắm qua đợt chỉnh luôn á, thì cái vị thế mọi người nó phải tốt, tức là cái mức giá vốn anh chị, mức giá vốn nó phải tốt. Còn anh chị mua giá cao, anh chị mua tít trên này mà anh chị nói là hold theo trend là không được nhá. Mua giá cao mà nếu thị trường mình nó quay đầu, cổ phiếu mình nó quay đầu điều chỉnh, thì đồng nghĩa với việc anh chị đã mua sai điểm. Mình mua giá cao mà chỉ cần nó có cái biến động gì đó trong ngắn hạn và nó không vượt được thì đồng nghĩa với việc anh chị đã mua sai điểm. Và khi đã mua sai điểm thì phải xử lý thật sớm nhá. Nên chú ý cho em, cái vị thế giá mua nó cũng khá là quan trọng cho quyết định là có giữ hay không ở giai đoạn này và có gồng được hay không qua những đợt chỉnh ha. Đó là một số chia sẻ về vấn đề là cái chiến lược là giờ bán xong đợi chỉnh hay là chờ chỉnh xong rồi mới bán. Đó. Rồi, nhưng mà quan trọng nhất anh chị biết là gì không? Là vẫn là cái danh mục của mình nó nắm cái gì. Mọi người đang nắm cái cổ phiếu nào trong danh mục của mình? Tất nhiên mình phải luôn luôn theo sát thị trường, tại vì phần lớn là cũng khoảng là hơn 70% cổ phiếu nó sẽ chịu tác động bởi thị trường chung. Nhưng mà sức mạnh giá của từng nhóm ngành hay thậm chí là mỗi cổ phiếu trong cùng một ngành nó rất khác nhau. Nên mình phải có cái cách xử lý linh hoạt và gọi là tập trung vào cái danh mục của mình, chứ hạn chế cái việc mà clear tài khoản hay là all in theo thị trường chung. Vì thị trường chung nó là cái tổng hợp của tất cả các nhóm ngành. Giả sử như đôi khi thị trường nó chỉnh mà chưa chắc danh mục mình nó mất, nó chỉnh,
hoặc là đôi khi thị trường tăng mà chưa chắc cổ phiếu mình đã tăng, nên mình phải tập trung hoàn toàn với danh mục của mình và tất nhiên phải theo dõi thị trường, vì như em nói là 70% cổ phiếu nó sẽ vận động theo thị trường chung, nên mình không có thể nào mà đứng ngoài thị trường được. Tập trung danh mục, theo dõi thị trường, chứ không phải là cứ thấy vùng này thôi là clear tài khoản ra rồi chờ chỉnh mua lại, thì đôi khi cổ phiếu anh chị muốn chờ chỉnh thì nó không chỉnh đâu. Hoặc là ôn yên cổ phiếu ở những cái vùng này đi, thì đôi khi cổ phiếu anh chị mua nó lại không tăng, kiểu như vậy. Nên nó phải linh hoạt đối với từng cái vị thế trong danh mục của mình. Đấy, thì quay trở lại cái vấn đề là hold theo trend, thì vị thế nó phải tốt. Thì thậm chí nha, nếu như mà cái vị thế của anh chị tốt rồi mà các cái cổ phiếu anh chị đang hold theo trend á, nó đang ở nhánh tăng số 1 ấy, như em nói giai đoạn trước nhánh tăng số 1, thì thậm chí những cái đợt mà nó chỉnh xuống mình có thể canh mua thêm. Ví dụ như HDC này đi, HDC này đi thì chắc chắn khúc này không mua nữa rồi, khúc này mua gì nữa anh chị. Nhưng mà nếu như nó có những cái đợt rũ xuống chẳng hạn, chị nhìn cho em nha, cái đoạn vừa rồi HDC tăng á, volume nó không có quá đột biến, mặc dù nó vẫn cao hơn so với trung bình, nhưng mà chỉ so với những thời điểm trước kia của nó thì volume này không được xem như là một giá trị quá đột biến. Tức là cái nhịp tăng này của HDC nó vẫn diễn ra trong một cái trạng thái là tăng trong nghi ngờ. Để tăng trong nghi ngờ thì vẫn còn một cái lượng tiền rất là lớn chưa tham gia trả được cổ phiếu. Thì những cái cổ phiếu này, nếu như mà trong ngắn hạn mọi người đã nắm ở nền này, thì mình có thể gồng qua được cái đợt chỉnh đầu tiên, thậm chí mình canh những cái đợt nó rủ về hỗ trợ chẳng hạn, mình mua để mình gia tăng thêm. Hoặc là ai mà đang muốn tham gia cổ phiếu này thì mình sẽ chờ những đợt chỉnh xuống của nó để ăn cái nhịp test đỉnh. Khi nào mà ví dụ như ở cái nhịp test đỉnh phía sau này nó fail á, thì nó mới dẫn đến những cái rủi ro nó chỉnh sâu hơn. Thậm chí nếu như nó test lại thành công thì nó thậm chí nó tăng tiếp. Đấy, nên thường những cái cổ phiếu này nó sẽ còn ít nhất một nhịp bull lại, thì mọi người nếu như mà chịu được nhiệt á, thì mình có thể gồng qua được. Nhưng đối với các cái vị thế trading nhá, các cái vị thế trading thì cần tuân thủ kỹ cái kỷ luật giúp em, theo sát cái kỷ luật, tức là target và stop loss. Vì trading nó khác với holding, trading nó hoàn toàn khác với holding, và mình đòi hỏi phải có cái sự nhanh nhạy và theo sát được cái bảng điện. Thì trading nó yêu cầu cái gọi là cái kỹ thuật, cái kiến thức và kỹ thuật của mọi người nó cao hơn một tí, và phải xác định được target và stop loss. Nếu như vi phạm nên xử lý sớm, đừng có mà từ một cái vị thế trading và chuyển sang holding. Tại vì đôi khi trading thì mình chỉ mua theo cái yếu tố về kỹ thuật thôi, mình không có nắm về cơ bản doanh nghiệp, mình không biết gì về nó sao mình gồng được. Nên trading phải tuyệt đối tuân thủ giúp em về target và stop loss. Đạt thì cứ chốt, đừng có nghĩ quá nhiều. Khi đã trading rồi đừng có nghĩ quá nhiều, càng nghĩ quá nhiều càng rối và càng dễ dẫn đến kẹp hàng giai đoạn phía sau. Rồi ha. Còn đối với em thì vùng này em vẫn giữ quan điểm là không margin nhiều, không margin nhiều. Thậm chí là nếu như mà margin anh chị cao đoạn vừa rồi thì canh những cái đợt hưng phấn này mình chốt bớt ra cũng được. Vì đoạn này không có phù hợp với mọi người cái việc mà đi cái tỷ trọng margin nó quá lớn. Nếu như nó quay đầu một phát ấy, thì như nói nhịp giai đoạn này nếu như mà chỉnh thì sẽ chỉnh sẽ thốc. Và nó quay đầu á, mọi người đang ở cái thời điểm là full margin chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là bị call margin. Bị call margin thì anh chị biết rồi, một là nộp tiền, hai là bị công ty chứng khoán nó giải chấp cổ phiếu ra. Đấy, nên giai đoạn này thì chú ý cho em về cái tỷ trọng vốn nè. Và giả sử đang có ý định gia tăng cổ phiếu đi, mọi người đang còn tiền và mọi người đang có ý định gia tăng cổ phiếu á, thì lưu ý giúp em, càng lên cao thì cái tỷ trọng mình gia tăng cổ phiếu á, nó sẽ càng giảm lại, chứ không phải là càng lên cao càng đổ nhiều vốn vào. Tức là cái tỷ trọng mà người mua ở vùng gia tăng trên cao này nó phải thấp hơn cái tỷ trọng mà người mua ở nền. Chứ không phải ở nền mua 30%, lên trên đọt này gia tăng 70%. Cái việc mình cần làm là ví dụ ở nền mình đã gom được tầm 50-60%, thì trên này mình có thể gia tăng thêm tầm 20% là ok. Chứ không phải là càng lên cao càng đổ vốn và càng nhiều. Thì cái điều đó anh chị nào mà trải qua những giai đoạn mà downtrend vừa rồi mình biết. Ví dụ dưới đây mình mua ít mà lên trên này mình all in vốn vào thì nó rơi một phát thì mất hết thành quả, thậm chí là âm sâu. Nên cái việc đi vốn và đặc biệt là gia tăng đoạn này thì phải tuyệt đối tuân thủ giúp em. Tại vì đôi khi có những anh chị thế này nè, cái giai đoạn vừa rồi thì thôi thấy thị trường nó còn giảm quá, đi vốn cho vui ít thôi. Bây giờ ôi uptrend rồi, thị trường uptrend rồi, thôi đi vốn vào nhiều để kiếm tiền. Bắt đầu khúc này đổ hết vốn vào, đi gom tiền bất động sản, đi gom tiền vàng, đi gom tiền đô đổ vào. Thì nếu như nhịp này nó fail, chỉ cần nó chỉnh tầm 10%, 10-15%, thì cái phần vốn mà người mua trên này sẽ kẹp hàng lại. Và đa phần thì mua trên này cao thì giá vốn cao thì sẽ lỗ nhiều, dưới đây thậm chí nó không đủ bù đắp cho cái phần lỗ ở trên. Nên chị chú ý cho em về vấn đề đó ha. Rồi, đấy là một số chia sẻ của em về thị trường tuần mới. Chung tóm lại là quan sát là kỹ cho em cái việc mà thị trường mình nó xử lý quanh cản 1200. Và cái thứ hai là tập trung vào danh mục, nó sẽ tùy cổ phiếu, nó sẽ tùy mọi người nắm cái gì nữa, chứ không phải là clear hay là all in hay thị trường, nó không có hợp lý. Rồi cho cái quyết định là bán chờ chỉnh hay là chờ chỉnh rồi mới bán, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái hành động giá, cái giá vốn mọi người đang nắm ở đâu và cái chiến lược mọi người khi mua cổ phiếu là gì. Tại vì tất cả mọi thứ đều có cái chi phí tương đương, chứ không có cái phương án nào nó hoàn hảo, nó không có phương án nào tối ưu hoàn toàn ha. Rồi thì tiếp theo sẽ đi qua một số nhóm ngành cơ bản thôi.
Ví dụ như lúc nãy em có nói là nhóm ngân hàng là cái nhóm mà mọi người nên sở hữu một cổ phiếu trong danh mục ở giai đoạn hiện tại, tại vì đây là cái nhóm được kỳ vọng ở phía sau, nó là cái nhóm ngành dẫn dắt, và đa phần các cổ phiếu ngân hàng thì cái vùng giá hiện tại là vùng giá an toàn, hầu như là vùng giá nó chưa chạy và nó cũng tương đối an toàn so với thị trường chung. Ví dụ như là nhóm ngân hàng thì mình sẽ đề cập một số cổ phiếu ha, như con TPBank thì em có bổ sung trong cái việc là anh chị nào chưa có cổ phiếu ngân hàng đằng này thì mua TPBank được. Nó là có một cây tiền vào sau quá trình đi ngang á, sau quá trình đi ngang của nó thì nó đã có một cây tiền vào, và những cái phiên vừa rồi mang tính chất là những cái phiên hấp thụ sau phiên T cộng của nó, T cộng hàng về của cây ngày 18 tháng 7, và vẫn giữ đà rất là tốt. Thì trước mắt á, còn TPBank kỳ vọng của em cho nhịp này á, đối với vị thế nắm giữ là tầm giá là quanh đây, đối với vị thế ngắn hạn là tầm giá quanh 22. Đây tầm ngoài 22 là cái vùng mà em kỳ vọng, nhưng mà anh chị lưu ý cho em ha, TPBank á nó sẽ còn có một cái ngưỡng mà sẽ chững lại trong ngắn hạn là ngưỡng tầm quanh 20. Đây ngưỡng tầm quanh 20 thì nếu như mà giai đoạn nó có tăng á, thì nó chạm về tầm 20 nó cũng sẽ có một nhịp chững lại. Đấy nhịp chững lại này, và nếu như quanh 20 nó hấp thụ tốt thì sẽ về tiếp tầm giá quanh 22. Rồi BIDV. BIDV thì vùng này mọi người em nghĩ là nắm thôi, nắm được. Mọi người nắm hàng BIDV được ha. Cái cây này là cây break khỏi nền. Cây của BIDV là cây break ra khỏi nền ngày 10 tháng 7 đấy. Con BIDV thì nó khác với con CTG, nó đẹp hơn ở chỗ là con CTG nó cũng có xuất hiện một cây break ngày 11 tháng 7, nhưng mà cây này của con CTG đã nhanh chóng bị phủ nhận lại, thậm chí cái gap mở ra hôm đó bị lấp lại luôn, nên nó cái sức mạnh giá của nó sẽ hơi yếu hơn một tí so với BIDV. BIDV thì sau cây nổi này nó vẫn đang giữ đà rất là tốt, và form hiện tại khả năng rất là cao sẽ tăng và thậm chí là có thể vượt được cái đỉnh 48 này luôn. Nên em nghĩ là mọi người đang nắm BIDV thì mọi người có thể tiếp tục nắm được cho cổ phiếu. ACB cũng nắm được này, ACB cũng nắm được tiếp ha. Cái điểm cộng của ACB cho đến thời điểm hiện tại á, là mặc dù có xuất hiện những cái nhịp rung lắc á, nhưng mà nó không có phủ nhận cái ngưỡng giá 21.5, tức là cái vùng đỉnh trước này, để nó có retest lại một nhịp hai nhịp, nhưng mà nó không có phủ nhận cái ngưỡng này thì cho thấy lực cầu bây giờ bắt đầu là chấp nhận mua cao hơn đối với con ACB rồi. Và vùng ACB hướng về để giai đoạn này là trước mắt là quanh tầm giá 24 ha, đây là vùng mà em kỳ vọng cho cổ phiếu ACB. CTG thì chú ý cho em một cái là trước đó mình gom con này ở vùng 27-28 rồi ha. Mình sẽ có một cái điểm đáng lưu ý cho cổ phiếu CTG đoạn này để quyết định là sẽ gom tiếp ở giá nào. Thì để cho em, nó đã có một cây tiền vào là cái cây ngày 1 tháng 7, nhưng mà em có nói là điểm trừ là phía sau nó nhanh chóng bị phủ nhận lại. Thì chú ý cho em con ACB, xin lỗi con CTG, nếu như trong ngắn hạn mà nó xuất hiện cái nhịp bật trở lại tầm 30.5, nó nhanh chóng nó quay về, nó bật trở lại trên 30.5 và đông đến được trên ngưỡng này thì xác suất rất là cao phía sau CTG sẽ tăng tiếp, thậm chí là phá đỉnh. Nhưng mà với điều kiện nó phải chủ động nó bật về lại trên 30.5, thì em nghĩ đối với CTG mà cái việc mua thêm á, mọi người sẽ chờ cho em cái việc mà nó chủ động nó bật lại trên 30.5 ha. Nó chủ động nó bật trên ngưỡng này thì mình sẽ chấp nhận mình mua giá cao hơn một tí, nhưng mà xác suất phía sau nó sẽ phá đỉnh này luôn và nó tiến về những vùng giá ở trên này, có thể là tầm quanh 32-33. Để CTG thì hiện tại mọi người theo dõi cái vận động cho em ha. Nếu như chủ động nó bật về lại trên 30.5 thì yên tâm nắm tiếp, thậm chí là có thể canh gia tăng. MSB thì đã có một cây tiền vào là cây ngày 20 tháng 7, nhưng mà chú ý cho em là cây này volume rất là cao ha. Nó có thể xem như là một cây volume kỷ lục của con MSB trong ngắn hạn này. Đấy một cây volume rất là cao. Nên xem cho em T cộng 3 hàng về. Nếu như mà cây hôm thứ 6 volume vẫn cao nha. Volume vẫn cao cho thấy cái áp lực bán của cổ phiếu quanh cái ngưỡng tầm 13.5 là lớn. Ngày sang tuần, đầu tuần là cái cây hàng về của con MSB. Và nếu như mà nó vẫn giữ được trên 13 thì mọi người nắm tiếp. Nó vẫn giữ được trên 13 này, mọi người nắm tiếp. Nhưng mà mua thêm thì chưa vội mua với con MSB dạng này. Em ưu tiên cho việc nắm thôi. VIBank thì ai mà đã gom ở vùng 19X thì yên tâm rồi ha. Như trước đó có nói thì VIBank ở vùng 19X này là cái vùng mà độ rủi ro rất là thấp. Chủ yếu là mọi người có kiên nhẫn nắm hay không, bắt đầu có thành quả đối với con VIBank. Hôm trước có nói là VIBank nếu như mà chấp nhận chủ động bật về lại trên 20.2 á, thì khả năng rất là cao nó sẽ tiến về vùng giá tiếp theo là quanh 21.522. Thì vùng này mọi người nắm tiếp ha. Nắm tiếp cho em đi. Có thể nắm thêm cũng được, theo dõi cái phản ứng của nó quanh 21.522. Những vùng này á, chú ý cho em, chỉ cần mà nó không có tiết volume lớn ra, tức là nó tăng nhưng mà volume nó vẫn giữ được ở cái ngưỡng bình bình, không có gì quá đột biến. Tất nhiên giá tăng volume tăng là tốt, nhưng mà volume nó quá đột biến thì cũng đồng nghĩa với việc là ở vùng đó có lực bán nó mạnh. Nên vùng này mà con VIB nó tiếp tục tăng, nó chạm về quanh 22 có thể nó sẽ chững lại một nhịp. Mà chị để cho em, volume nó chỉ cần nó không có tiết ra những giá trị, nó không có gọi là bùng nổ đột biến volume ra thì khả năng nó sẽ vẫn tăng tiếp. Và nếu như vượt được 22 á, thì vùng này VIBank tiếp theo nó sẽ hướng về là tầm giá quanh 23x 24. Thì trước mắt nắm cho em theo dõi cái phản ứng của nó quanh tầm giá 22 ha anh chị. Techcom như cũng nói là vùng này tương đối an toàn. Là tương đối an toàn với Techcombank, nó có một điểm trừ á là cái hôm ngày 19 tháng 7 là nó đã break lên khỏi cái ngưỡng 32.5 là cái ngưỡng mình kỳ vọng, nhưng mà hôm sau thì nó lại quay đầu.
tức là nhịp hôm ngày 19 tháng 7 là một cái nhịp break fail của con Techcombank, mà điểm điểm gọi là ít rủi ro đoạn này của cổ phiếu là volume nó duy trì ở mức thấp. Giờ thấy volume của con Techcombank không? Nó vẫn duy trì ở mức thấp nên đánh giá vùng này không rủi ro không cao. Thì nếu như cái kỳ ngày 19 tháng 7 mà volume tầm mà 90 triệu cổ thì mình thấy là nó đổ ra rất là lớn. Nhưng mà với cái vận động hiện tại của cổ phiếu thì em thấy đổ ra không cao. Nên giả sử mọi người có hàng thì sẽ tiếp tục nắm tiếp. Thì nhịp này nó sẽ một lần nữa nó quay về kiểm định là cái ngưỡng tầm 32.5. Đây. Thì trước đó thì đã bị bán một nhịp rồi. Thì với vận động hiện tại thì nó sẽ một lần nữa quay về, nó kiểm định cái ngưỡng này. Nó sẽ kiểm định ngưỡng này một lần nữa. Nếu như nhịp này là nó chấp nhận, nó bứt phá ra khỏi 32.5 thì khả năng rất là cao cổ phiếu nó sẽ tiến về gần nhất là cái ngưỡng tầm 34x. Và đối với con Techcombank mà để mà tạo ra mỗi nhịp tăng mạnh thì nó phải bung ra khỏi được cái ngưỡng 34 này thì nó mới bung mạnh được. Đấy, nên trước mắt thì có thể nắm tiếp ha. Hoặc là kênh gia tăng con Techcombank cũng được. Rồi, đây là một số cổ phiếu ngân hàng này mọi người chú ý ha. Với con STB thì nó có một cái điểm quan trọng nè. STB thì bây giờ em vẫn chưa mua, em vẫn chưa có view mua con STB cho ngắn hạn. Dài hạn thì cũng chưa có giá vốn tốt. Thì chú ý cho em con STB ở cái vùng gap này, quanh tầm giá 29. Thì nếu như trong ngắn hạn nha, nếu như trong ngắn hạn mà STB á, nó chủ động nó hấp thụ là cái gap này. Đây, chủ động nó hấp thụ gap này, tức là nó bật về lại được trên 29.95, nó đóng nến được trên ngưỡng này thì cho thấy là nó phủ nhận luôn cái gap down trước đó và coi như là lực cầu bây giờ chấp nhận ăn hàng lại. Đây, lực cầu chấp nhận ăn lại cái lượng hàng quanh đây thì khả năng rất là cao phía sau nó sẽ tiếp diễn đà tăng, thì mình sẽ canh mua lại đối với vị thế ngắn hạn. Còn trường hợp mà một lần nữa STB thoái lui khi chạm về quanh 29 thì cái nhịp chỉnh phía sau nó có thể về đây luôn, nó có thể về quanh 27 luôn. Đấy, nên trước mắt thì cái mọi người quan tâm cho em con STB dạng này là cái việc nó chủ động nó có ăn là cái gap tầm 29-95 này hay không. Nếu như nó chủ động nó bật về lại được trên 29-95 thì khả năng rất là cao sẽ tăng tiếp. Nó giống như con DG nhịp này nè anh chị. DG nhịp này đây, trước đó thì nó cũng rơi một cái volume rất là lớn, cái cây ngày 29 tháng 6 mở cái gap nè, có gap đa volume lớn nè. Giai đoạn phía sau nó cũng giằng co khoảng thời gian tương đối, nên nó giằng co khoảng thời gian tương đối quanh đây. Và cái kỳ ngày 14 tháng 7 là cái kỳ mà nó chủ động nó ăn là cái gap này. Giá nó ăn là cái gap này thì phía sau nó sẽ tăng tiếp. STB thì chú ý cho em vấn đề đó ha. Đấy, STB thì chú ý cho em, nếu nó chủ động nó bật về trên 29.95 thì vị thế ngắn hạn mình sẽ tham gia trở lại. Còn nếu mà nó tiếp tục nó bị bán quanh đây một lần nữa thì người là nhịp phía sau có thể sẽ quét về là tầm giá quanh 27 luôn. Đấy là cho dòng cổ phiếu ngân hàng, một số cái cổ phiếu đáng lưu ý. Dòng chứng khoán thì như em nói rồi, giai đoạn này thì dư địa tăng ngắn hạn vẫn có. Tại vì phần lớn các cổ phiếu nó sẽ còn một cái nhịp test đỉnh. Ví dụ như con MSP này đi, nó sẽ còn một cái nhịp quay về test là đỉnh quanh tầm 21. Và nó có tăng mạnh được hay không á, hay là nó cần một cái nhịp chỉnh ngắn nữa thì nó sẽ quyết định ở cái ngưỡng này. Đây, nó giống như thị trường mình phân tích vừa rồi vậy. Đây, nó sẽ quay về nó test lại cái đỉnh quanh 21 một nhịp nữa. Nếu như lực cầu đủ mạnh để giúp nó vượt lên á, và nó giữ đà được thì nó sẽ tăng tiếp. Còn tiếp tục bị tán ngược quanh đây thì có thể nó sẽ rũ một nhịp mạnh hơn. HCM cũng vậy, hầu hết dòng chứng bây giờ là đang trong quá trình test lại đỉnh ngắn. Em sẽ mở khung đồ thị 1 giờ để mọi người thấy rõ hơn. Đây, còn HCM nó sẽ có một nhịp quay về test lại ở tầm giá quanh 31.5. Thì ai nắm hàng thì dõi cho em cái nhịp này. Còn trước mắt thì cá nhân em sẽ không có mua dòng chứng khoán nữa nha. Chủ yếu là nắm và nâng chặn lãi. Ngắn thì theo dõi cái nhịp test đỉnh của nó. SSI cũng mặc dù hôm thứ 6 tăng tốt ấy, mình chỉ thấy nó vẫn đang trong một nhịp test đỉnh. Và để cho em là hôm thứ 6 vừa rồi vô dòng chứng không cao nha. Vô dòng chứng rất là thấp so với cái nhịp điều chỉnh trước đó của nó. Nên xem quá trình nó bật lại test đỉnh đã. Nên như con SSI thì sẽ quay về test lại cái đỉnh giá quanh tầm 29.3-29.5. Rồi HCM cũng tương tự quanh 31.5 nè. Những cái con nó khỏe hơn, ví dụ như VIX thì khỏe hơn. VIX nó đã vượt đỉnh rồi. Nên là vượt đỉnh thì những cái cổ phiếu này mọi người nâng cho em cái stop lên đỉnh trước thôi. Như VIX thì mọi người nâng cho em cái stop loss lên cái vùng giá là 12.8. Tức là VIX nếu như mất 12.8 thì mới mất trend. Nhưng mà ai an toàn hơn thì nâng lên cái gap đa, cái gap up hôm thứ 6 vừa rồi mở ra. Vì gap up này của con VIX đó thì nó mở ra nhưng mà cái volume nó không đồng thuận và tạo một cái nến giằng co. Biên tăng 3% nhưng mà nhìn nến là một cái nến giằng co. Nên gap này sẽ có rủi ro lấp lại. Nếu như lấp lại mà bật á thì ổn, còn lấp lại mà đóng nến dưới cái ngưỡng tầm 13.5 á thì khả năng nó sẽ quét về lại một nhịp tầm 12x đây. Đây, nó sẽ tùy vào vị thế của anh chị ha. Nói chung chứng thì bây giờ em nghĩ sẽ không mua nữa thôi. CTS cũng vượt nè. CTS vượt rồi nè. Nên đối với những cái con mà vượt đỉnh rồi thì mọi người cứ nâng cho em cái stop loss lên cái đỉnh trước. Tại vì con CTS thì vượt với volume lớn nha. Vượt đỉnh nè. Nếu như mà nhịp này sau khi nó vượt và nó bị tán ngược trở lại dưới ngưỡng 23.3. Nếu mà bị tán ngược 23.3 thì khả năng sẽ có một nhịp chỉnh về lại tầm giá 21x.
Nên đối với con CDS thì mọi người nâng cho em tiếp với chặng lãi lên 23.3 và nắm tiếp theo dõi được. FTS cũng chưa vượt, FTS cũng đang trong quá trình test đỉnh nè. Nói chung vận động tuần sau của dòng chứng á, thì hầu hết nó cũng tương đối quan trọng. Vì sao? Nó vì nó test lại đỉnh. Nếu như mà đồng loạt các cổ phiếu hấp thụ được tốt quanh đỉnh á, thì dòng chứng nó sẽ có thể còn một nhịp tăng được tầm khoảng 70% nữa. Đấy, nên mọi người nắm hàng dòng chứng, mọi người chú ý cho em cái vận động của nó test đỉnh nha. Còn bây giờ mua thì em nghĩ không mua nữa. Thép thì lúc nãy có nói, hầu hết thì chạm cản, có Hòa Phát thì nó đang ở nhánh số 1 chị. Hòa Phát thì đang ở nhánh số 1. Cái cây hôm thứ 5 vừa rồi của Hòa Phát cũng mang tính chất là một cây test đỉnh nha. Đây, cây hôm thứ 5 là nó quay về, nó test là cái đỉnh quanh 28 và điểm cộng nó đóng nến trên 28 và đang có tín hiệu là muốn giữ đà được. Nhịp này nếu như Hòa Phát và giữ được trên 28 á, không có quay đầu về dưới 28 thì khả năng sẽ tiếp tục tăng và hướng về những cái vùng giá tiếp theo như là quanh tầm giá 30 nè, 29-30. Nếu nhịp này nó không quay đầu về dưới 28, còn giả sử như nó quay đầu về dưới 28 thì khả năng nó sẽ có một nhịp chỉnh về lại tầm 26x. Đấy, nên chú ý cho em vấn đề đó. Hay nói khá là an toàn, ai đánh ngắn thì sẽ nâng stop loss lên đối với con Hòa Phát ở ngưỡng giá tầm 28 cho nó an toàn. Còn ai mà mua quanh đây nè, ai mà mua Hòa Phát ở tầm giá quanh 27 thì nên nâng stop lên 28, thì nếu như mất 28 này thì xem như mình mua hơi fail đấy, thì khả năng sẽ có nhịp quét về lại tầm giá 26x. Còn ai là nắm dưới những cái vùng giá dưới này thì thôi yên tâm ha, vì form như Hòa Phát thì xác suất gãy một nhịp rất là thấp. Thậm chí là nếu như cái đợt nó rũ xuống mình có thể canh gom thêm đối với những vị thế giao vốn tốt nha. Còn mà mua cao và trung bình giá xuống thì em chưa bao giờ ưu tiên. Nam Kim mọi người nắm tiếp giúp em nha. Hay Nam Kim thì mình mua hầu như là những vùng giá rất là thấp. Mình mua con này thì trong nhóm khách hàng của em thì em cho mua Nam Kim ở vùng giá tầm 15.8 và vẫn giữ đến thời điểm hiện tại nè. Đây, mua Nam Kim 15.5, 15.8 và liên tục nói giữ nha. Nam Kim vẫn cứ giữ cho em. Đấy thì khi nào bán em sẽ báo. Tức là hiện tại mọi người nâng cái stop loss đối với cổ phiếu Nam Kim lên giúp em là ở cái ngưỡng giá quanh đây. Chúng mắt nâng cái stop loss lên cho em ở ngưỡng giá tầm 18.5 ha. Và con Nam Kim thì nó sẽ đối diện với một cái vùng cản ngắn tương đối mạnh là vòng quanh tầm giá 20 nè. Tâm lý và đỉnh trước luôn. Đây, vùng này là vùng mà Nam Kim khả năng sẽ có cái trạng thái rung lắc. Nếu như vùng này mà Nam Kim nó không có tiếp volume lớn ra thì mình vẫn có thể tiếp tục yên tâm hold ha. Yên tâm hold. Nó sẽ test lại cái ngưỡng 20 cũng như đỉnh trước đó. Vùng này một là vượt hoặc là tích lũy đi ngang gì thì cũng không nên tiết ra cái volume quá lớn. Tại vì tiết ra volume quá lớn vùng này thì độ rủi ro nó sẽ cao hơn. Chỉ để cho em về thị trường chung lẫn cổ phiếu đạn này luôn. Hiện tại nếu nó vẫn tăng theo cái kiểu là tăng với volume đều á thì xác suất nó phân phối không cao. Còn nó xuất hiện những cái cây cối brắc lên với volume cao á thì nên chú ý những cây đó có thể chốt bớt cho nó an toàn. Hai Sen cũng vậy, Hai Sen thì vận động của nó đang test là cái vùng cản mạnh là quanh tầm giá 18.5. Hai Sen thì nó vượt rồi. Hai Sen thì cây hôm thứ 6 đóng đẹp hơn so với Nam Kim nha. Vì Nam Kim thì vẫn còn nè, chị nhìn Nam Kim thì nó vẫn còn chưa vượt được cái đỉnh ngắn vừa rồi. Nhưng mà Hai Sen thì vượt được rồi, tức là nó khỏe hơn Nam Kim một tí. Đây, đã vượt ra khỏi ngưỡng 18 rồi. Đấy, nên với nhịp này thì chú ý cho em, Hai Sen mà nếu nó trụ được trên 18 á, thì xác suất nó tăng tiếp rất là cao. Nên anh chị có thể nắm tiếp dòng thép giúp em và quan tâm vào những cái quá trình nó test đỉnh phía sau. Như con Hai Sen thì mọi người nâng cho em cái cross loss của cổ phiếu về lại tầm giá 17 nha. Rồi đây là dòng thép. Dòng dầu có hai cổ phiếu này, mọi người canh mua cũng được. Oi thì em thấy là nhịp này đánh rất là đẹp nha. Nhịp này oi đánh rất là đẹp. Thì trước mắt kỳ vọng oi nó có thể về lại được tầm giá qua 12 đó anh chị. Tầm qua 12 được, đánh lướt được thì oi, mọi người quan tâm cho em con này được nha. Hay là có hàng canh gia tăng cũng được. Oi đánh hơi chậm nhưng mà cái form đánh của nó rất là đẹp, tăng bền vững. BSR nhịp này có thể khả năng tăng đấy. BSR này, nhịp này khả năng tăng. Trước mắt thì hướng về quanh 19 và xa hơn là quanh tầm 20x. Nên mọi người trước mắt thì nắm tiếp BSR đi. Con này thì đánh kiên nhẫn thôi, đánh hơi khó chịu một tí nhưng mà kiên nhẫn thì được. Chúng ta nó sẽ quay về tầm giá 19 một nhịp nữa mà tính chất test đỉnh. Và em nghĩ là nhịp test đỉnh này có thể con BSR test sẽ thành công. Và nếu như thành công thì ngưỡng tiếp theo nó hướng về là tầm giá là 120x. Để nên có thể canh gia tăng cũng được. Còn nắm hàng thì yên tâm nắm đi, đừng có nhảy ra nhảy vào linh tinh. Đoạn này mà mọi người cứ bán con chưa chạy, chạy đuổi theo con chạy rồi thì nó sẽ có cái rủi ro luân chuyển dòng tiền. Thì con mọi người mua đuổi nó chỉnh ngắn, con mọi người bán là tăng. Nên chú ý cho em đã kiên nhẫn thời điểm hiện tại rồi có thể yên tâm kiên nhẫn tiếp một tí nữa không sao đâu. Bất động sản thì nó phủ nhận cái cây hôm trước rồi. Ví dụ con Đức Xanh này, nó cái việc nhanh chóng nó bật lại á thì nó phủ nhận cái cây giảm ngày 19 tháng 7. Cái cây mà mình lo ngại là liệu rằng bất động sản có quay về nền hay không ấy. Điểm cộng rất là lớn là hầu như nó không có chạm stop loss, nó không quay về nền. Ví dụ em nói con Đức Xanh thì đặt cho em cái stop loss 15.4 hoặc con DG đặt cho em cái stop loss 22 thì hầu như những cái gì vừa rồi nó không đóng nến dưới cái ngưỡng stop loss, tức là nó không có quay về nền.
Nhịp đá mang tính chất là một nhịp rũ ngắn và bật lên tiếp, hay như DG này, cây hôm vừa rồi bật lên tiếp, thì những con này mọi người nắm thôi ha. Tại vì hiện tại thì DG volume nó chưa có gì quá đột biến cả, mọi người có thể nâng cho em tiếp với chặn lại lên để nắm. Ví dụ nhịp này thì mọi người nâng cho em với chặn lại của con DG lên tầm giá 23. Đất xanh thì nó chưa đẹp bằng con DG. Đất xanh thì chưa đẹp bằng. Nếu như nhịp này mà đất xanh nó chủ động nó vượt ra khỏi cái ngưỡng giá 17 á, thì nó sẽ khỏe hơn. Thì em cũng kỳ vọng rằng dòng bất động sản nhịp này sẽ vượt luôn, nó sẽ tạo đà cho thị trường mình. Tại vì hiện tại thì trứng với thép thì có thể nó sẽ hơi chững một tí. Thì trong lúc chờ ngân hàng thì bất động sản có thể là cái nhóm mà giữ chân dòng tiền, tạo cái kỳ vọng cho nhà đầu tư. Nên đối với bất động sản hiện tại mọi người cứ nâng chặn lại lên để nắm ha. Những con này thì nó sẽ không bằng những con như HDC và Nam Long. Những con này là nhánh tăng số 1 thì mọi người sẽ chờ chỉnh để mua. Thì con Nam Long cũng vậy, Nam Long thì cũng đang ở nhánh tăng số 1. Nam Long thì cái vùng mình chờ phải là tầm giá quanh tầm 35x cơ. Còn giá hiện tại thôi nắm đi, nắm thôi chứ không mua nữa. Thậm chí Nam Long thì nhịp này đây, nếu như mà có test về đây thì canh gia tăng cũng được. Canh gia tăng hoặc là vòng mới với Nam Long. Mà cái vùng giá hiện tại thì sẽ phù hợp để đánh ngắn hơn nha anh chị. Vùng giá hiện tại nó không phù hợp để holding nữa. Giá này đánh ngắn nó sẽ hợp lý hơn. Đạt Phương cũng là một con mà tăng dốc của đạn vừa rồi. Chú ý cho em, Đạt Phương bây giờ bắt đầu chạm về cản mạnh nha. Chạm về cản rất là mạnh rồi. Nên vùng này em nghĩ là mọi người nâng cho em cái stop loss lên thôi. Ví dụ con Đạt Phương thì mọi người nâng cho em cái stop loss lên ở vùng giá là tầm 30. Thì gáp á. Gáp tầm 38 á. Tầm 38. Nếu như mà Đạt Phương quay về gáp này á. Vì để cho em nha. Sau khi nó hở gáp thì nó trụ. Nó trụ lại nè. Và nó không có lớp gáp đạn vừa rồi. Nên cái gáp này có thể xem là cái gáp mà quyết định là Đạt Phương có bung được cái ngưỡng 42 cho nhịp này hay không. Nếu như mà gáp này nó vẫn giữ cho những nhịp rung lắc á, thì có thể Đạt Phương sẽ hấp thụ và bung ra khỏi ngưỡng 42. Còn ngược lại, nếu như Đạt Phương lấp gáp thì em nghĩ là nó sẽ có một cái đợt chỉnh về lại tầm giá quanh 35 trước khi nó bật lên. Nên vùng này chú ý cho em vấn đề đó thôi. CO thì sau khi chia cho nó thời gian cân bằng đi. Con này thì nó vừa chia nó kéo được hai cây khá là hưng phấn. Nó kéo được hai cây khá là hưng phấn, vì khi sau khi chia, trước chia giá nó tầm 20-21, mà sau khi chia thì giá điều chỉnh về tầm 15x thì nó sẽ kích thích cái lực cầu bên ngoài vào. Nhưng mà thường cổ phiếu mà thực hiện quyền mua hay là chia cổ phiếu thì nó sẽ cần thời gian cân bằng. Mình sẽ không có vội vàng đối với những cổ phiếu này được nha. Cứ chờ nó cân bằng sau khi nó chia đi. Đối với em thì CEO vùng này chưa tham gia trở lại được. Còn KDH thì đang trong quá trình test lại biên trên nha, test lại biên trên. Đối với những cái cổ phiếu mà nó có cái kênh sideways, cái kênh mà xu hướng thế này nè, thì khi mà nó chưa bung ra khỏi kênh thì vận động chủ đạo của nó vẫn là biên trên biên dưới. Mọi người hạn chế mua cận biên trên. Khi nào nó xác nhận cái tín hiệu hấp thụ tốt ở biên trên thì mọi người mua. Nhưng KDH hiện tại nè, cái cản ngắn của nó vẫn là quanh tầm giá 33x đến 34. Thì giá hiện tại thì dư địa về đó không nhiều, mình chờ một tí luôn, mình chờ nếu như nó chấp nhận nó hấp thụ và nó vượt lên thì mình mua phía sau. Khi mà nó bung ra khỏi cái kênh đó, thì cái đà tăng phía sau nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Như SSC này, SSC bung ra khỏi cái kênh, tức là bung ra khỏi ngưỡng 33x thì anh chị thấy không, đằng sau cái động lực tăng của nó rất là khỏe. Nên những cái nhịp mà khi mà cổ phiếu nó đã bung ra khỏi kênh thì mọi người có thể hoàn toàn rời stop loss về lại biên trên. Ví dụ đối với con SSC thì mọi người rời cái stop loss về lại giá 34 và theo dõi cái vận động tiếp theo của nó, như nó đang hướng về lại tầm giá quanh 38 này. Tương tự như con KDH thì vùng này cận rồi thì mình xem thử, nếu như mà những cái phiên tiếp theo nó vẫn duy trì volume thấp ở ngưỡng 33x đó thì mình sẽ canh mua sau. Nói chung bây giờ bắt đầu nó khỏe hơn rất là nhiều rồi, vì nhịp vừa rồi có thể xem như là rũ ra được một cái lượng tương đối, thì nếu như nó hấp thụ tốt vào ngưỡng 33x đó, những cái phiên tiếp theo duy trì volume thấp thì mình sẽ canh mua sau. Nếu mà con này nó bung ra khỏi cái kênh này được thì phía sau nó sẽ tăng mạnh hơn rất là nhiều. Rồi, danh mục của mình thì có ITC thì vẫn đang bám và kỳ vọng nó sẽ tiến về tầm 15-8-16. Anh chị kiên nhẫn ha. SCR thì đang tiến về vùng giá 9. Thì con này em vẫn cho hold liên tục ở xuyên suốt đoạn vừa rồi. Con này em hold từ vùng giá 6.5 mà đến bây giờ thì được tầm 34% rồi. Và tầm 39 thì tầm giá 9 thì em sẽ bắt đầu chốt ra tầm 30% đối với con SCR nha. Tầm giá 9 thì được khoảng đâu đó là 40%, em sẽ bắt đầu chốt dần đối với vị thế holding. Còn ngắn hạn thì mọi người nâng cho em cái stop loss lên đối với con này là ngay cái vùng đỉnh trước của nó, tức là ở vùng giá tầm 8.4. Thì nếu như nhịp này mà sau khi break lên như vậy mà con SCR nó quay về dưới 8.4, khả năng nó sẽ quét về là cái nền giá tầm quanh giá 8. Còn trước mắt thì nắm tiếp được và theo dõi cái phản ứng của nó quanh 9. Thậm chí nếu như nó về 9 á mà nó có lực hấp thụ tốt thì mình sẽ nắm tiếp luôn, chờ nó tăng. Vì đôi khi anh chị không cần phải nhảy ra nhảy vào đâu, mình cứ nắm đúng một cổ phiếu mà mua ở vùng giá tốt á, thì chỉ cần cái trend của nó vẫn còn thì mình cứ hold lên thôi. Mình rất là nhàn nhã và việc mình cần làm là hold thôi, chứ không mình không nhất thiết là phải cứ nhảy ra nhảy vào đảo liên tục. Đôi khi nhảy ra nhảy vào đảo liên tục như vậy thì mọi người sẽ mất phí, mất thuế và thậm chí là mất vị thế tốt, không có đạt được lợi nhuận tốt như những anh chị chỉ holding. Rồi
DSS, DSS thì nhịp này test đỉnh em cho chốt bớt cho nó an toàn, tại vì có một cái điểm trừ cho DSS là vùng này đánh hơi lỏng. Biên đánh con DSS vùng này đánh hơi lỏng nên em có đánh giá là vùng tầm giá 10.3 10.5 em cho khách hàng chốt bớt một phần, được khoảng lợi nhuận đâu đó là tầm 16 đến 18%, em cho chốt bớt một phần, tại vì view em con này là view lướt thôi. Đấy, nên anh chị nào mà có mua hay con DSS theo khuyến nghị của em thì nếu đánh ngắn thì về đã chốt một phần, rồi phần còn lại theo dõi em sẽ cập nhật tiếp ha. Vì cái điểm trừ nó là vùng này đánh hơi lỏng thôi. CRE cũng là cái cổ phiếu có khuyến nghị cho anh chị khách hàng đây. Đang mua ở vùng 9.1x. Thì hiện tại kỳ vọng của em cho con CRE á, là ở tầm đây trước nha. Con này thì em đánh ngắn, em kỳ vọng nó tầm 10.5 trước, 10.3, 10.5 trước. Nên về đó đã. Đây, về đó đã. Nếu như về đó hấp thụ tốt thì mình sẽ nắm tiếp. Chung dư địa kỳ vọng của nó đạn vừa rồi. Vì sao em khuyến nghị? Vì dư địa nó tốt. Mua 9.1x đó, thì dư địa về cản là tầm 13-15%, mà stop loss của nó ở cái ngưỡng giá tầm 8.5 thì cái tầm 6% thôi đạt. Và những cái con này thì giá nó thấp, đa phần là nó chưa chạy nhiều anh chị, nên khi mà dòng tiền luân chuyển nước lên thuyền lên anh chị, hầu như thị trường lên thì phần lớn các nhóm ngành nó cũng sẽ tăng theo, nên đôi khi mình những cái con trên cao quá mình không bắt được nữa, mình sẽ nhìn sang những cái con khác. Quan trọng nó phải tiềm năng nha, ngoài là con nào giá thấp cũng bắt được. Đôi khi giá thấp vì nó không có gì để nó tăng, còn những cái cổ phiếu mình thấy nó tiềm năng, ví dụ như dòng môi giới bất động sản em có chia sẻ từ trước với anh chị rồi, năm nay có những cái thay đổi về luật thì nó sẽ giúp cho những cái doanh nghiệp này nó tốt hơn. HTN, CRE và DSS là ba doanh nghiệp môi giới bất động sản chứ nó không có chuyên về đất, để hiểu giúp em nhé. Vì bất động sản đôi khi nhìn vào các con nó chuyên về đất, các con nó chuyên về dự án, các con nó chuyên về môi giới, và con nào giống con nào đâu. Em thấy cái mảng môi giới bất động sản năm nay nó có tiềm năng, kỳ vọng những con này tăng giá được. Nhưng HTN bắt đầu giai đoạn phía sau nó khỏe hơn rất là nhiều rồi, anh chị thấy không? DSS cũng vậy. Đó là dòng bất động sản ha. Dòng khu công nghiệp thì mình có con IDC và SSC. Thì IDC mọi người tiếp tục nắm với kỳ vọng nó hướng về lại tầm giá 14647. Nhưng mà trước mắt con IDC cần có một cái điểm là nó phải phụ nhận cái cây ngày ngày 19 tháng 7 nha. Nếu như mà con IDC nó chủ động nó bật về lại được trên cái mức giá 46.5 thì sẽ yên tâm hơn. Vì cây này bị tán ngược trở lại với volume rất là lớn, nên nếu như nó chủ động nó bật về trên ngưỡng này thì nó mới ổn được. Đấy nha. Nên nếu như mà con này nó rằng câu ở đây thì không có mua thêm, khi nó chủ động nó bật về lại trên 46.5 thì mình sẽ đánh giá cái sức mạnh, mình đánh giá cái sức mạnh của nó và mình gia tăng thêm sau. Chúng nắm vẫn nắm được nha. Khu công nghiệp là dòng chuyển vận mà. Con SSC này, từ lúc mua ở mua nhịp sâu nó trên livestream với anh chị là mua tầm giá đây nè. Cái nhịp nó test lại biên dưới trước khi nó chia, nó test lại tầm giá 30 có nó mua, đến thời điểm hiện tại mới mua vòng sau cũng được tầm 21% rồi đấy. Nên nâng chặn lại lên 34 và nắm tiếp nha. Rồi đấy là một số nhóm ngành chủ đạo. Anh chị có cổ phiếu nào quan tâm mà em chưa có đề cập trong video á, thì mọi người giúp em comment bên dưới nha. Tại vì thời lượng video nó cũng ngắn, không có nói hết được toàn thị trường. Nên giả sử anh chị quan tâm cổ phiếu nào mà em chưa có đề cập thì anh chị chat phía dưới giúp em nha. Chat phía dưới giúp em, em sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh chị vào tối nay. Nếu tuần này thì em có hơi bận một tí nên xin phép là ra video. Tuần sau có thể livestream lại bình thường. Cảm ơn chị mình rất là nhiều nha. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì tặng cho em một like và nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh. Và trong phim muốn hỗ trợ tư vấn xuyên suốt hơn về cổ phiếu thì tham gia vào nhóm tư vấn này. Cộng đồng tư vấn hoàn toàn miễn phí, cập nhật về thị trường và trả lời những cái câu hỏi của anh chị trong phim. Cảm ơn chị mình rất là nhiều nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.